Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiến Luật xứng đáng là người chồng quốc dân khi làm điều này cho Thu Trang nhân ngày sinh nhật. Mới đây nhất, trên Instagram, nam diễn viên Tiến Luật đã đăng tải lời chúc mừng vợ trong khoảnh khắc cô bước sang tuổi mới. Cụ thể, Tiến Luật nhắn nhủ: "Chúc cần những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc. Anh sẽ luôn ở đằng sau, luôn âm thầm lặng lẽ đi suốt cuộc đời này với cưng. Khi cưng gặp khó khăn, không cần quay lại phía sau cũng chả cần phải gọi tên anh. Anh sẽ tự đến bên cạnh cưng. Happy birthday to you." Kết hôn từ ngày 11 tháng 1 năm 2011, đến nay họ đã có hơn 8 năm gắn bó trong cùng một mái nhà. Dù từng đó thời gian nhưng tình cảm của cả hai chẳng phai nhạt, cũng không ít đi những lời mật ngọt mà khán giả lại thấy Tiến Luật chủ động, thể hiện yêu thương với bà xã nhiều hơn nữa. Đây là điều mà nhiều người đàn ông khác cần học hỏi. Cũng trong ngày sinh nhật, Thu Trang chia sẻ: "Quy qua chồng em đã tạo bất ngờ cho em để chúc mừng sinh nhật rồi. Em không tin được là anh kép già của em có thể làm như vậy luôn. Còn về phần anh kép nhí, sáng ngủ dậy muốn tạo cho em sự bất ngờ bằng cách chạy lại ôm em và chúc mừng sinh nhật em bằng câu rất chất, Happy New Year. Xong anh ấy cười và nói sinh nhật mẹ, mẹ muốn con tặng gì? Con gì hạnh phúc hơn hả cả nhà?" Tuy nhiên hôm nay cô không tổ chức buổi tiệc ăn mừng hoành tráng mà cả hai vợ chồng đều đến trường quay để thực hiện các phần đoạn cho dự án mới. Sinh Tính Kiệt đã mua hoa tới nơi làm việc tặng cho mẹ. Bên cạnh đó, có khá nhiều quà từ những người thân FC đã dành tặng cho cô trong ngày vui này. Tiến Luật từng khá áp lực khi công việc của mình không tốt, bà xã nổi tiếng và nhiều người biết đến hơn. Điều đó cũng một phần ảnh hưởng đến tính cách, không thể hiện được những điều mình muốn hay nói lời ngọt ngào công khai cho vợ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã từng bước nỗ lực khẳng định con đường riêng cho mình. Và dù lúc nào đi chăng nữa thì tình yêu dành cho Thu Trang vẫn luôn đồng đầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.